học sinh giỏi sẽ làm như thế nào với bài toán này? Cả lớp hôm nay cô kiểm tra bài cũ. Cô mời học sinh giỏi Nobi lên làm bài toán này cho cô. Em thưa cô được ạ, em là học sinh giỏi mà toán như này dễ quá luôn. Em hãy điền thêm dấu vào bài toán này để được phép tính đúng. Nhưng mà cô ơi, làm bài toán này em muốn được thưởng ạ. Em nói thử cho cô nghe xem nào, tào lao đòi bậy là ăn gậy đó nhớ chưa? Em thưa cô, em thì khát sữa nên em muốn được thưởng ạ. Hô hô vậy sao, nhưng cô chỉ dẫn em đi uống sữa tươi không đường thôi đấy. Em làm bài toán đi nào. Em thưa cô, bài toán này ta lấy 9 chia 9 mũ 3 nhân 9 bằng 0,1 ạ. Cô cho em 10 điểm, tối qua nhà cô dẫn em đi uống sữa tươi nhé.